Rồi tiếp tục coi con X265 ha bạn. À, dán tem 280 ha bạn. À, đi xích cũng 07 luôn bạn. Đi xích bự ha. Xe lên ghê luôn bạn. À, múc đất vào lộ ha bạn. Qua đó thì con 03 trong bang ha bạn. Quả thắng cần luôn rồi. Đất ở đây minh thiên luôn rồi, lấy hoài lấy không hết rồi. Quá rồi đó. Xe đi xích bự ghê luôn ha bạn. Ngoài kia nắng quá mình không đổi cảnh được các bạn, coi quay ở đây cho bạn không, quá nắng. Múc đưa lên làm nền các bạn, con kia gì ban ha. Còn không qua múc nước tứ đường các bạn. Rửa đường cho sạch nó. Quá xinh nè. À.
video tiếp theo mình nha.